Hello, xin chào mọi người đến với Mermaid Swamp. Đáng lẽ mình phải up Nira Oni cơ. Nhưng mà do một vài vấn đề mình gặp thế nên là mình không up lên được nữa. Mình phải quay lại cái Mermaid Swamp này. Thế nên là nếu mọi người thích Mermaid Swamp hơn thì hãy like nhiệt tình mà. Mình sẽ làm tiếp game này nếu có nhiều like hơn Dead Space. Nhưng mà mình thật sự không không nghĩ là nó sẽ hơn được Dead Space vì vừa up sáng nay thôi nó đã lên được 41 rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Game này cùng tác giả với The Crookman và Paranoid. Ok, game này bao gồm những hình ảnh. Ok. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chơi. Người làm game không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì bạn gặp phải hoặc tổn thương gặp vấn đề hoặc tổn thương gặp phải gián tiếp trong quá trình chơi game. Hình ảnh kinh dị hoặc là sexual là gọi là nói chung là không được trong sạch cho lắm. What the? Mình là Rin Yamazaki. What the? Cái gì vậy? Mình đang ở dưới nước à? What the hell? Mình đang làm cái gì vậy? Ai đây? À, có ai đó ở đấy à? Đèn chói lọi quá. Ok. Ai đây? Nhi. Rin, dậy đi. Oh. Đừng có ngủ nữa, cậu What the fuck for crying out loud là gì? À, im đi. Tớ chỉ ngủ tớ chỉ đánh một giấc thôi, cái điều đó tệ lắm à? À vâng, một giấc. Yuta đã lái từ nãy đến giờ và cậu chỉ nằm đó và ngáy ở đằng sau. Sheesh. Thật sự tớ không không mong gì từ một thể loại con gái như thế này. Tôi không cần phải trở nên nữ tính trước một kẻ vớ vẩn như cậu. Thế cơ mà. Bình tĩnh đi Rin. Ryan sai tức là cái kiểu kiểu chúc khi mà mình kiểu chào buổi sáng ấy. Ryan sai. Tớ nghĩ là cậu đã ngủ rất là ngon. If you started around noon, có lẽ cậu sẽ khỏe hơn vào buổi chiều chăng? Nhưng cảm ơn cái ban hói à, ban đi tức là hói à, mình cũng không biết dịch cái này là ban đi. Mình đã tỉnh dậy rồi đây này, đừng có mà làm nhảm nữa Yamazaki mà. Này Yuta, chúng ta đang ở đâu vậy? Cậu nói rằng chúng ta sẽ kicking things into higher gear. Có nhiều cái kiểu từ ngữ chuyên môn quá mình không hiểu. Nhưng mà chúng ta đang ở núi hay ở đâu vậy? Haha, lỗi của tớ. Tớ thật sự không biết là. Rồi, chở cả nhóm bạn đi chơi không biết là mình đang ở đâu. Cô ý cậu là chúng ta đang lạc à? Yep. Thật sự mình cũng chả biết là chúng ta đang ở đâu nữa. Cậu đùa tớ đấy à? Cậu nói con núi này ngọn những ngọn núi là đường tắt. Thế nên tớ nghĩ là cậu biết đường chứ. Xin lỗi. Ý tớ là tớ thật I did kin ban đầu tớ khá là tớ cũng biết. Nhưng mà bắt đầu tức là ban đầu nó vẫn biết đường nhưng mà sương mù bắt đầu dày đặc lên thế nên là ha. Không vui thế nào cả. Sim fake. What the fuck? Đây chính là lý do tại sao tớ không muốn đi một chuyến đi với cái xe to to tiếng và không có GPS của cậu. Ồ, đừng có đá vào là ghế chứ. Bây giờ well know what we do. Thì giờ cậu biết chúng ta xem gì không? Chúng ta thật sự tớ cũng chả nhìn thấy một cái dấu hiệu nào nữa. Tốt rồi. Hừ. Ôi xong rồi. Yuta tại sao cậu dừng lại? Không, chắc chắn là không phải nó cố tình dừng lại. Thật sự không. Nó chỉ dừng lại thôi. Từ để tớ ra tớ xem lại máy. Xong. Xong rồi. Ôi chết thật. Hình như nó hỏng rồi.
Cậu thật đấy, cậu nói thật đấy à? Đồ ngốc này. Đợi tí, tớ sẽ ra ngoài để kiểm tra xem. Mình có thể điều khiển ngay từ đầu này cả. Yeah. Có, chả có gì là không ổn với tớ cả. Tại sao nó lại dừng lại nhỉ? Mình phải đi ra đây à? Wow. Mình đang vào rừng này. Hử? Ai đó? Phù Thật ngạc nhiên nhỉ. À, cô đang làm gì ở trên ngọn núi này vậy cô bé? À, ồ, hóa ra chỉ một ông già. Chết, khốn thật, ông làm tôi giật cả mình. Chúng tôi đang đi du lịch nhưng mà xe của chúng tôi tự nhiên bị hỏng. Thế nên có lẽ chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ bị kẹt ở đây. Thật là không may chút nào. Ở đây làm gì? Ở đây có chỗ nào để các cô cậu ở không? Nhà. Giờ nếu chúng tôi không làm cho nó chạy đi được thì có lẽ chúng tôi sẽ phải ngủ trong xe. Tốt rồi. Cậu không cần, à cô các cô cậu không cần phải làm thế. Nhà tôi ở ngay gần đây. Các cô cậu có thể ở đó. Mặc dù chỉ là hè nhưng mà ở đây khá là lạnh vào buổi tê đêm. Công nhận lên trên rừng đêm rất là lạnh. Mình đã từng lên rừng rồi. Hứ, thật à? Vậy thì để tôi nói với các bạn của tôi. Ok. Tốt quá gì. Hỏng xe giữa đường lại có người cho táo túc. À, thật là tốt quá, cảm ơn ông già. Nhưng mà ông chắc chứ, chúng tôi không muốn làm phiền ông. Tôi là người giữ đất xung quanh đây, cậu đã thấy đấy. Nhà của tôi nhìn to hơn rất là nhiều so với những thứ tôi cần. Tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý cho nếu Samyang Phúc. Thật là tốt quá. Chúng tôi sẽ sửa xe sớm và đi vào ngay ngày mai. À, tôi có thể thấy nó bây giờ. Ồ, nơi đó thật là to đấy. Trời, đó mới gọi là biệt thự. Mansion là biệt thự đúng không? Đó, tôi thấy khá là tệ. Kiểu feel bad, tức là kiểu cảm thấy có lỗi. Ông, nhưng mà rất cảm ơn. Có lỗi vừa đấy không? Nói kiểu khá là vô lễ. Kiểu bọn trẻ giờ nói chuyện người già vô lễ lắm. Không phải là mình nhá. Mình nói chuyện ai cũng rất là lễ phép. Ồ, ở trong này thật sự là ấm áp phải không? À không, không có ý gọi rất là nhiều phòng. Rất là nhiều phòng ở trong này đúng không? Ông có vẻ rất giàu nhỉ. Ha ha. Giàu đủ để tự cảm thấy xấu hổ về cái nơi cũ tồi tàn này. Hãy đi theo tôi và tôi sẽ chỉ cho các cô cậu các căn phòng. Ok. Và đây là phòng mình. Giờ cô có thể dùng phòng này, cô Rin. Xin rất xin lỗi vì những cái đồ mọi không theo mẫu, gọi ăn gọi gì, thiếu mình không fuck. À không có gì đâu, tôi thích những thứ cổ kính thế này. Cảm ơn ông. Gram thường gọi mấy cái ông già một cách thân thiết, thường gọi kiểu ông bà trong nhà mình. I'm sure you are. Tôi nghĩ rằng các cô cậu đều đói rồi phải không? Tôi sẽ nấu một chút bữa tối. Tới lúc đó hãy tự nhiên như ở nhà nhé. Ok. Dễ dàng có thể di chuyển. Cái gì kia? Một cái ổ cắm điện. Ok. Mình có thể ở giường được. Ngủ. Vẫn tiếc là chắc giờ này không. Một cái lò sưởi ấy. Không có gì trong cả, không có gì trong cả, không có gì trong có này không có gì không. Trong cái một cái hòm trông có vẻ đồ để cất những cái đồ quý nhưng mà chẳng có gì trong cả. Ok. Ok, giờ chúng ta có thể ra ngoài. Oh hello thằng này, thằng mặt lìn này. That of really because of the cobex. Now that oh. Thật sự căn nhà này không cũ lắm đâu, thật đấy. Hãy nhìn cái khu đằng sau kia kìa, đó mới gọi là cũ. Hứ. Có một cái biệt thự khác đằng sau. Lão già bảo à ông già bảo rằng ông ấy họ xây cái này từ một thế kỷ ở trước. Và khi cái kia đã bị sập đổ. Kinh quá nhỉ. Phải. Nên cái tòa nhà này phải cổ lắm ấy.
Mình thật sự mình muốn ở trong căn nhà tầm một thế kỷ. Chắc là trong... Oh, hello. Phòng cậu có tủ đựng đồ. Ở phòng tớ không có. This is great design. Nó được thiết kế thật là đẹp phải không? À không phải, cái này là kiểu bàn trang điểm, bàn trang điểm, bàn trang điểm. Tớ có thể làm một chút make up vào buổi sáng. Trang trang nếu cậu ý nói bảo là nếu cậu muốn thì có thể đến đây trang điểm vào buổi sáng. Ồ cảm ơn rất nhiều nhé. Ok, có vẻ ban đầu chúng ta không có nhiều thứ gì lắm. Chúng ta sẽ đi xung quanh để nói chuyện với các bạn. Này Rin, cậu nhìn thấy cái đầm lầy, đây chính là cái đầm lầy nhân cư. Cái đầm lầy to ở đằng trước chứ. Ừ. Giữa cái mà cậu nhìn có thể nhìn thấy ở trước cửa sổ à? Nó to thật nhỉ. Có lẽ tớ sẽ đi tắm vào ngày mai. Nếu tránh tránh xa tớ ra khi nếu cậu đã định làm điều đó vì cậu sẽ bốc mùi mất. Rick là bốc mùi đúng không? Có cái đấy là phòng à? Ui, tivi. Cái tivi này giống y hệt Crookman luôn này. Ồ cũng ui, nói chung nó dùng gần như là chung cái texture với cái lock fuck với cái ôi nhà vệ sinh. Nhà ok. Cái gì này, nước à? Bể tắm à? Ok. Ủa cái gì đấy? Ok, một bức tranh của một đứa con gái nằm trong hồ nước. Đây là nhân ngư à? Đây là chắc là phòng ăn. Ở đây ông già đi rồi. Hừm. Không, tôi không có nhiều đồ ăn lắm cho khách. Có lẽ thịt gà và trứng trên cơm sẽ là ổn chứ? Hả? Tôi thật sự mong có thì thứ gì đó như kiểu nó muốn chúng nó muốn ăn thịt hơn, thịt bò hơn. Nhưng mà thật là không may chúng tôi đã hết thịt bò rồi. Tôi phải xin lỗi mới được. Ồ, vậy thì tôi sẽ ăn bất kỳ cái gì cho cái bụng này. Hoặc là tất cả cái bụng mấy cái bụng kia. Ha ha, được thôi. Thì nói là bọn nó đói lắm rồi, nó ăn gì cũng được. Ok, chúng ta lại ra ngoài. Có lẽ mình không nên đi xung quanh nhiều quá. Mình không muốn ông già ấy tìm thấy mình và cáu lên. Có lẽ mình nên ra đằng trước chăng? Ok. Wow, to vãi trường. Ồ, cái đầm lầy to thật đấy. Cái gì ấy? Một cái tảng đá. Đúp phong seesaw. Seesaw là cái gì? Crap, mình không đọc được cái thứ này. Có lẽ ông Seitaro, à có lẽ Seitaro có biết sẽ biết những cái thứ cổ kính này. Cậu ta có biết nhiều hơn và what to do with, then he know what to do with, ok. Tò mò về cái viên đá đó à? Gã! Ông già ông là ông không cần phải nói làm thế đâu. Ồ tôi xin lỗi. Cậu à cô đã đọc những dòng chữ trên đó chưa? Nè. Mấy cái giờ tôi thật sự không thể nào đọc được. Nó nói cái gì vậy? Nó là một cái truyền thuyết ở xung quanh đây. Truyền thuyết về đầm lầy nhân ngư. Một truyền thuyết. Middle is in the middle of the Meiji era. Kỷ à gọi là gì nhỉ, kiểu thời Meira, thời Meiji, thời Meiji. Gia đình chúng tôi đã cai trị chỗ này, chắc là thế, chắc là cai trị chỗ này trong thời đó. Did descend the mountain down seaside is called a mermaid. Con của một gì nhỉ, con của đội trưởng, còn của người dẫn đầu đã xuống núi ở gần biển và tìm thấy một người cá. Nghe sao say this right after the gate? Chưa gì đã nghe rất là say this rồi thì chắc là điêu à? Haha, đó chỉ là truyền thuyết thôi mà. Người đàn ông đã bị lung lạc với vẻ đẹp của nàng tiên cá, thế nên anh ta đã đưa cô ấy về ngọn núi trên nhà của anh ấy. Anh ấy tạo ra một cái bể cá lớn để cô ấy sống bên trong. Và anh ấy đổ đầy nước
với with water from this very swamp, đổ đầy nước của cái đầm lầy này. Nhưng mà nàng tiên cá của ok của biển không, thật sự không chịu được cái nước của đầm lầy này. Bắt đầu nàng tiên cá lớn lên một cách yếu ớt và bắt đầu trông xấu xí đi. Da của cô ấy bắt đầu swell và vảy của ấy rơi ra. Giọng của ấy bắt từ những tiếng nghe rất là nhẹ nhàng như tiếng chuông bắt đầu trở thành những tiếng hét của quái vật. What the fuck? Người cá bắt đầu repulsive form, Choconomos đã trở thành cái hình dạng kinh khủng nhất và tự nhiên chết. Và sự điên rồi nhỉ, cáu giận của người cá thật sự không tốt đẹp gì. Đó, một người phụ nữ trẻ đã biến mất khỏi cái ngôi làng gần đây. Người ta cho rằng đó là lời nguyền của người cá. Từ đó đây, cái bia này được đặt lên để gọi là tưởng niệm cô ấy. Cô nghĩ thế nào? Thật là khó để gọi nó rất là tình cảm nhưng mà khá là thú vị chứ. Xin lỗi, tôi không biết về những thứ đó. Tôi hay nói những điều đó cho Cetero. Cậu ta thích những câu chuyện và những thứ linh tinh. Ồ, thật hả? Vậy thì tôi đã chuẩn bị đồ ăn tối. Thế nên là cô có thể đến, à cô có thể về ăn nếu cô muốn. Ồ, cuối cùng đi ăn thôi. Ok, có lẽ cái phần thật sự game nào cái RPG ban đầu lúc nào cũng thế. Ồ, ngon thật đấy. Đây là những cái đồ này thật là tuyệt vời. Công già, tôi rất vui vì các cô cậu thích chúng. Nhưng mà có thể ăn chậm lại một tí. Nhưng mà các cô cậu có thể ăn chậm lại một tí. Và cái bể nước đã xong. Nếu ai muốn tắm. Các cô cậu có lẽ đã thấy mệt sau những cái chuỗi sự kiện ngày hôm nay. Thế nên là hãy nghỉ ngơi đi. Ông già tốt nhờ, mình mà gặp ông già này tốt quá. Yuka, cậu không ăn đấy à? Có chuyện gì vậy? Tớ cảm thấy hơi mệt. Ok. Wow, cậu ổn chứ? Tớ sẽ dọn cho, cậu có thể đi nghỉ được. Cảm ơn Yuta. Ngon thật đấy. Các cậu dọn nhé. Tại sao tôi phải dọn cho cậu? Tự làm đi, Yamayaki. Ừ, đừng work on your name while you are at it. Bọn là hai đứa này có vẻ ghét nhau. Trời, mình no quá rồi. Mà con này lười thật đấy, thề. What the fuck? Mình không có. Có lẽ nó sẽ tắm. Ok. Bây giờ. Nó đi ngủ à? Ok, giờ nó đi ngủ. Ăn xong ngủ ngay rồi ơi. Biến thành chư bát giới đời hai mất. Mình lại ở dưới nước à? Lại mơ rồi. Thật sự là mình không bị khó thở và mắt mình cũng không đau. Có khi nào nó là người cá? Mình cũng không thể di chuyển được nữa. Lại có ai đó ở đó. Này ai đó, đừng có nhìn vào tôi nữa. Tôi sẽ giết. Kinh quá nhỉ. Mau chiến quá nhỉ. Trẻ trâu quá. Sợ quá. Ok. Mình đã ngủ. Khá là ngon, trời đã sáng rồi à? Ok. Mọi người có vẻ đã dậy hết rồi. Này Yuka, sáng rồi dậy đi. Xin lỗi Rin, tớ thấy khá là lạnh. Tớ có thể nằm nghỉ một chút nữa chứ? Cậu ổn chứ? Đừng có. Được thôi, cậu ổn chứ? Đừng có cố quá. Tớ ổn, tớ chỉ có lẽ tớ đã bị cảm lạnh sau cái cơn sương mù đó. Ok. Thế là một bạn có vẻ hấp hối. Khổ nhỉ, lên rừng khổ lắm thầy. Vắt viếc rồi muỗi mủng. Đêm khỏi kiểu của mấy con rơi đi mà ai mà không quen là thường cảm lạnh luôn chứ giờ.
Mình không đi tắm được à? Ok. Mình nghĩ con gái sáng sớm dậy hay đi tắm chứ nhỉ? Hay mình ra ngoài mà. Cái đầm lầy, nước đầm lầy khá là đục, không nhìn thấy đáy. Ok. Game này khá là đơn giản, mới ban đầu mình thấy chưa có gì nghiêm trọng lắm nó xảy ra. 20 phút rồi chưa có gì cả. Thế là mình nên vui hay buồn nhỉ? Có lẽ game này không thắng được nổi cái Dead Space rồi. Nên việc mình làm tiếp game này là hơi bị khó đấy. Ở đây rồi, hai thằng đần. Hai cậu dậy sớm quá nhỉ? Có chuyện gì vậy? Sớm rồi, sớm á, giờ đã 10 giờ rồi đấy. Nhưng mà tớ cũng đã kiểm tra cái xe và có lẽ nó vẫn hãy để một đêm và cái xe nó sẽ tự sửa bởi chính nó. What the fuck? Sao mày không sửa, mày hỏi cái gì? Nó trông chả có tốt hơn gì cả. Có lẽ là nó hết ga và nó quá là cũ rồi. Tớ không I would allow it just falling apart. Tớ chỉ sợ nó sẽ hỏng bé bét ra. Nhưng mà gì thì gì. How, giờ chúng ta đi ra khỏi đây thế nào? Ồ, có chuyện gì vậy? Ồ, vậy hả? Vậy vâng, ông già. Thế nên xin lỗi nhưng mà chúng tôi có thể ở đây lâu hơn nữa chứ? Thật là không may. As a matter of fact, I have to go to nearby. Thật sự là tôi cần phải đi đến cái làng gần đây để tưởng niệm, dự một lễ tưởng niệm, memorial service cho vài ngày. Ồ, vậy hả? Vậy chúng tôi cũng sẽ đi sớm thôi. Chúng tôi không muốn ở lại đây quá lâu. Nếu với không xe, chúng tôi cũng sẽ phải đi bộ. Chúng tôi sẽ để cái xe ở đây và đi tàu về nhà. Ồ, nó sẽ ổn thôi nếu các cô cậu muốn ở lại. Tôi chỉ là người duy nhất sống ở đây tôi và tôi thật sự rất là vui nếu ai đó trông nom nó. Hứ, thật à? Tất nhiên. Và các cô cậu không muốn đi xa khỏi bằng chân khỏi cái ngọn núi này đâu, nhất là dưới cái sương mù thế này. Các cậu hoàn toàn được các cô cậu đều được chào mừng ở lại cho đến khi chiếc xe được sửa. Nhưng mà chỉ cần đừng làm cái gì đó nguy hiểm quá như đi xung quanh cái ngọn núi này. Vâng, cảm ơn ông già. Ok. Và giờ tôi sẽ phải đi ra ngoài. Hãy để ý những ngọn lửa. Và một lần nữa đừng có đi vào các ngọn núi. Rồi rồi, chúng tôi sẽ ở trong này. Ông đừng lo và đừng có chết. Ông nghe chưa? Tôi sẽ cẩn thận. Chào nhé. Ok, hẹn gặp lại. Trời đã tối rồi, tốt nhất là mình nên đi tắm trước. Mình thật sự không muốn đi sau bọn con trai. Ok, bà này có vẻ tiểu thư phết. Mình sẽ tắm đây. Ok. Group man, cái paranoia chỉ có tiếng ấy thôi. Nhưng mà cái này thì rõ ràng quá. Tiếc là nó không có hình đầy đủ. Không sao. Thế này mới thoải mái chứ. Mình thật sự không được thoải mái vào ngày hôm qua. Và có cái bể to như này thật là thoải mái. Yuka, không biết đến bao giờ thì Yuka mới tắm nhỉ? Thật buồn vì cô ấy không cảm thấy ổn lắm. Hơi phí chuyến đi này đấy. Mình đang buồn ngủ. Ok, thế là lại ngủ và lại mơ. What the Cái gì thế này? Cái tất cả nước trông kinh quá. Nó không có màu này khi mình vào. Không phải lỗi do mình chứ. Mình không bẩn như thế.
này cũng tốt rồi. Wow, cậu đang làm cái gì vậy? Tốt rồi, cái này rất là dễ gặp phải trong mấy cái chuyện ecchi. Thật, cậu cái này thật là kinh quá. Thật sự không biết cậu kinh đến mức nào. Im mồm lại đi. Đấy không phải vấn đề. Nước cái nước này tự nhiên trở nên kinh thế thôi. Púp như thế đấy. Tự nhiên nó púp phát xuất hiện. Thế à, buồn cười nhỉ. Ném mấy cái trò đùa sang một bên đi. Đây không phải là nước từ cái đầm lầy à? Hứ. Vậy thì tại sao nó lại ở trong bể tắm hả thiên tài? Tôi không biết. Mà có lẽ là cái ống nước bị hỏng chúng ta, và nó có thể gọi là gì, pha một chút nước trong đầm lầy vào. Nhưng mà thật sự là cái nước ở vòi xả và toilet vẫn bình thường. Vậy thì có lẽ là không tắm được một lúc rồi, tôi nghĩ thế. Chúng ta sẽ phải giữ nguyên cho đến khi ông già quay trở lại. Tôi té đây. Trời ạ. Tại sao? Cái này làm mình tức quá đi mất. Có lẽ mình nên đi kiểm tra Yuka trước khi đi ngủ. Ok. Mình đi gặp bé Yuka nào. La 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 la. Shigalu. Yuka em yêu. Yuka có vẻ khó chịu, trông có vẻ đau. Không biết cô ấy có ổn không? Đau à? Xong nói cho bọn kia đi mà nó không biết. Rồi chúng ta sẽ đi ngủ. Mình vừa nhớ ra cái điện thoại mình đã hết pin, có lẽ mình nên là sạc. Ok. Giờ chúng ta đi ngủ thôi. Ok. Ây da, dài phết nhở. Cái đoạn intro này dài thật đấy. Ngùa đâu. Mình lại nghe thấy tiếng nước nữa. Giờ thì cả nhà ở trong nước. What? What in the fresh hell? Chuyện quái gì thế này? Bây giờ căn nhà toàn nước. Chắc là chỉ mơ thôi. Và một giấc mơ kỳ lạ. Vâng, mình đang đi trong nước. Thật tuyệt vời. À, cái điện thoại vẫn đang được sạc. Thế mới lạ. What the fuck? Cái gì kìa? Mình hình như ở đó có gì đó. Nó đang đến phòng của Yuka. Mình không nghĩ là mình nên ra gần nó một tí nào cả. Của tôi. What the fuck? Nó chỉ là một giấc mơ kinh khủng. Không biết Yuka đã dậy chưa? Mình mong là cô ấy đã thấy ổn hơn. Phạt, cái mắt đấy sung sợ rồi đấy. Mình mà nhìn thấy cái mắt đấy ở ngoài đời thật thì chắc mình cũng thọt. Ê, Yuka sáng rồi đấy. Cậu ổn, thấy ổn chưa? Chúng ta có thể đến bệnh viện nếu nó không ổn lắm, được chứ? Yuka. Này Yuka, đi thôi nào. What Đúng như này luôn đi. Yuka, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu trương phình hết cả lên rồi. Này, có chuyện... Yuka, cái gì thế này? Rin, gọi ngay cấp cứu đi. Cấp cứu. Có cái điện thoại ở phòng khách, nhanh lên. Được được rồi. Giờ, shit, 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 shit. Mình phải đi đâu? Kinh vãi. Số điện thoại, à đúng rồi, 119. Hả? Mình không nghe gì cả. Chẳng lẽ đường dây đã kết nối rồi mà. Hay là thứ này hỏng rồi? Khốn thật. Giờ không phải là thời gian. Điện thoại di động, điện thoại di động, điện thoại di động, nghe lên. Kinh vãi cả linh hồn.
Xin lỗi, giờ Crookman nhìn cái hình đấy gọi một cụ luôn ấy. Thề cái bà Uri này bà rất là thích khủng bố tinh thần này. Ok, 119 nữa rồi, nhanh lên nào. Hả? Hết pin. Nhưng mà mình nó cắm rồi mà. Nó đang sạc mà, trời ạ. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng tôi giờ chúng ta không thể nào gọi được bệnh viện với không có một cái điện thoại nào hoạt động cả. Có chuyện gì, có rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra với Yuka vậy? Cả cơ thể của cô ấy trương phình lên, cả da và các skin and stiff. Kinh vãi. Nhìn cô ấy giống một cái xác. Im đi. Yuka chưa, chắc chắn là chưa chết. Cô ấy vẫn đang thở. Xin lỗi. Có thế còn Setaro, cậu ta đi đâu rồi? Cậu ta đang đi tìm những cái làng hoặc là thị trấn ở xung quanh, hoặc là bất kỳ đâu đó để gọi bệnh viện. Làng, thị trấn, làm gì có chuyện, làm gì có chuyện có thứ đó ở xung quanh bằng tập đi bộ. Chúng ta phải có xe. Và chắc chắn là không có cách nào ở dưới cái sương mù này cả. Chúng ta không thể nhìn được một vài mét ở phía trước. So how do you propose? Thế giờ chúng ta phải làm cái gì? Cậu muốn để Yuka như thế à? Hãy im đi và hoặc là tớ sẽ làm cậu im đấy. Kinh vãi. Cetero, chuyện gì rồi? Có sao rồi? Không ổn tí nào. Tôi không thể nhìn bất kỳ thứ gì dưới cái sương mù dày đặc thế này. Tôi thật sự rất là may mắn khi có thể quay trở lại đây. Nhưng mà cậu có đi tìm phải không? Tất nhiên là tôi có. Và nhưng mà cái sương mù này chỉ làm mọi thứ hoàn toàn không thể thôi. Đừng có mà mong đi ra khỏi đây với không có một dấu hiệu nào cả. Ý tôi là cái ông già ấy thật sự thật là muốn chúng ta không muốn đi xung quanh đây. Chúng ta đi xung quanh đây. Tôi đã hiểu, tôi đã đoán ra được đó chính là ý của ông ấy. Ừ. Rồi sao? Yuka, nếu chuyện gì xảy ra, nếu cô ấy chết, tôi không muốn điều đó xảy ra đâu. Không, Yuka sẽ ổn. Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ chết. Ừ. Thật, đấy là sự thật đấy à? Cậu ấy có mạch, vẫn thở và không có fever là gì. Không có gì sai cả, ngoại trừ cái những thứ có lại. Nhưng mà cô ấy vẫn luôn lẩm bẩm là cô ấy lạnh. Đó không phải là lý do để mà để cô ấy như thế. Chúng ta sẽ phải đưa cô ấy đến bệnh viện sớm. Nếu chúng ta có một cái bản đồ, có lẽ chúng ta sẽ đi được xung quanh. Hay là chúng ta đi tìm một cái. Được thôi, chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy nếu chúng ta kết hợp lại nhau. Này, với cả Seitaro, về cái chuyện điện thoại không hoạt động và cái sạc, cậu biết chuyện gì xảy ra không? Có lẽ điện của căn nhà đã mất. Hứ? Ian Altec or the wife for it. Có lẽ ông già quên mất chưa trả tiền điện. Mọi thứ nói chung là không có tí điện nào trong nhà cả. Cậu có thể thấy tối như thế nào với khi không có đèn phải không? Thật sự là rất tối. Nhưng tại sao? Nó vẫn còn hoạt động khi ngày hôm qua mà. Làm sao tôi biết được? Với cả Yuka, chuyện của Yuka giờ quan trọng hơn. Tốt nhất là chúng ta nên đi tìm bản đồ. Rồi tôi đã hiểu, hãy tìm căn nhà cùng nhau. Chúng ta sẽ phải giúp Yuka. Được thôi. Cái game này đoạn mở đầu dài thật đấy, chết sợ. 35 phút rồi, ok. Mình sẽ quay đến 40 phút. Ok, giờ chúng ta có thể lên tầng này rồi này. Một quả bóng, nó ghi Chiyo trên đó. Cái gì ấy? Một quyển vở. Tôi ghét bố. Ông ấy luôn khóa những luôn nhốt những con cá. Những con cá fishy. Trông con cá rất giống con cá. Ý ông ý nó nói đây là con của ông già ấy à. Nó nói là tại bố nó cứ nhốt con cá vàng chết trong bể nước. Cá vàng chết trong bể nước. Lênh phênh.
một cái đồ chơi xây xếp hình, xếp hình. trên chúng trong một số chúng có ghi chi e trên nó, một quyền vở. Tôi yêu bố, bố luôn mang về cho tôi nhiều rất nhiều cá, những con cá rất là trông rất đáng yêu và tôi rất thích nhìn con cá, bọn cá. Thằng kia thì ghét, đứa bên này thì ghét, đứa bên này thì thích. Hai đứa trái tính nhau à? Mình nghi là đây là con gái, còn đây là con trai. À không, đây là con trai hoặc đây là con gái hoặc là kệ đi. Cả hoặc là cả hai là con trai. Có gì đó ư? Cái lỗ rất là nhỏ cho tay mình. Tốt nhất là mình nên quay ngược lại. Ồ, nó nặng quá, mình không thể nào nhấc lên được. Có lẽ mình phải, ok, mình lấy cái kiếm nhật kia, kiếm nhật. Một cái thanh katana để trang trí. Không lấy được à? Chán thế. Ok, có lẽ là mình không làm gì được với nó rồi. Ô, đây thằng giờ hơi đây rồi. Yo, tìm thấy ma, thấy bản đồ chưa? Chưa. Nhưng mà cái có lẽ cái slide likely place. I will check here and look around, show you look around somewhere. Tôi thích nơi này hơn. This study gọi là cái thư viện này. Chuyện gì vậy? Yuka, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Ý tôi là cái thật là buồn cười nhỉ? Tại sao lại cơ thể lại bị phồng trương phình như vậy? Tôi cũng đang suy nghĩ chuyện đó nữa. Always agree and an infection. Nó trông quá kinh khủng so với một cái bệnh hoặc là một cái bệnh truyền nhiễm nào đó. Thế về cậu có ý kiến gì không? Không, nó chỉ là giấc mơ, nó không thể nào có sự thật được. Xin lỗi, tôi chả biết gì cả. Bây giờ hãy tìm cái bản đồ đi đã và hãy hỏi tôi bất kỳ thứ gì nếu cậu cần. Cậu cần thì đúng không? Một quyển sách. Ở giữa thế giới này có một nơi bí mật dành cho thần thánh, nơi mà những bí mật ngủ mãi mãi trong điện thờ. Kinh quá nhỉ. Thanh niên nghiêm túc 2013. Ok, mình thật sự mình không thích cái thanh niên nghiêm túc này, mình không hiểu ai nghĩ ra cái trò đấy. Thật sự luôn. Nếu bạn nào mà hỏi mình có thích cái gì không? Thích cái gì về cái mình nghĩ gì về cái phong trào thanh niên nghiêm túc ấy, thật sự mình không thích lắm. What the fuck? Mình sợ vì một con cá nó nhìn mình sợ vãi chưởng, thề what the fuck. Fuck you cá. Nếu mà nó không phóng to thì mình cũng không xoắn đâu. Trông kinh dị vậy. Ok. Oh, piano. Một cái piano đầy bụi. Ok, chả làm gì cả. Những đồ linh tinh. Một bức vẽ có vẻ được vẽ bởi một đứa trẻ con, có vẻ rất là cũ rồi. Tiên cá. Vậy là thằng kia thật sự thấy một đứa thật sự thấy thương cảm với bọn cá. Hơi xin lỗi vì mình cắt lại tại đây, nhưng mà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau của Mermaid Swamp nếu mà cái game này thắng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ok.